Hello, chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề là cái cục sạc 400W của chiếc Evo này nó nóng quá thì mình sẽ làm sao. Đây là cái chiếc xe của mình ha, đây. Mình đang cắm sạc ở đây ha. Thì cục sạc này là cục sạc 400W. Mở lên cho các bạn xem mà, đây. Sạc 400W ha. Này đang sạc nè. Đèn đỏ đang sáng nè. Cái cục sạc này khi mà các bạn sạc á thì khoảng tầm 15 phút thôi là cái miếng nhôm này nó rất là nóng. Cái miếng nhôm chỗ này nè, đây là phần phần đế nhôm này rất là nóng, nóng mà đụng cái tay vô là phỏng tay luôn á. Thì mình sẽ làm sao? Thì chỉ có một cách duy nhất thôi là mình sẽ tản nhiệt cho cái miếng nhôm này á, mình sẽ gắn thêm cái quạt. Gắn thêm cái quạt. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quạt. Đây một cái quạt ha. Này là 12V 0,24A. Cái này các bạn mua các bạn lên trên Lazada hay là Shopee gì đó bán rất là nhiều các bạn. Bán rất là nhiều. Xong rồi các bạn mua thêm một cái cục adapter nữa, một cái nguồn nguồn rời nhé các bạn, nguồn rời 12V 2A. Cái nguồn này khoảng 50.000. Cái quạt này có cỡ 30.000. Ở đây mình có lắp thêm một cái này là cái mạch điều tốc. Nè, cái này là cái mạch điều tốc ha, mà không cần gắn này cũng được, gắn trực tiếp thì nó quay thôi thì nó sẽ quay tốc độ tối đa. Còn cái mạch điều tốc này thì mình chỉnh được cái tốc độ của cái quạt để cho nó riu riu ha, cho nó đỡ ồn ha. Đó, các bạn gắn cái quạt đi như này, gắn cái quạt các bạn để thẳng vô cái miếng nhôm ha, để thẳng vô cái miếng nhôm như này là nó sẽ tản nhiệt cái miếng nhôm này, các bạn sạc suốt đêm luôn không sao hết nhé, rất là thoải mái, rất là an toàn ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xin chào.